có thể nói là anh em chơi chơi quá thân rồi, bởi vì anh em đã đứng chung trên sân khấu là mười mấy năm, không phải riêng về cái thời gian đứng trên sân khấu mà ngay cả chơi thân ở ngoài đời nữa. Có những anh em nghệ sĩ có thể nói là mình chỉ gặp nhau ở tụ điểm sân khấu rồi khi mà về thì mạnh ai nấy về và không có thời gian sáng thích. Nhưng đối với Vân Quang Long thì có thể nói là một người em chơi rất thân ở ngoài đời, có thể nói là ăn uống, có thể nói là nhậu uống cà phê, và đặc biệt là hai anh em chơi chung câu lạc bộ bóng đá chân tình cả hơn 10 năm đó. Thì hồi lúc buổi chiều mà trước khi đến đây để xem ra mắt bộ phim, Lê Hải rất là bàng hoàng khi mà có một đứa em nó điện thoại nó báo là không có tin, giống như đợt trước mà anh Chí Tài vậy đó. Và bây giờ còn bàng hoàng hơn nữa bởi vì bạn Long còn quá trẻ, và mới thời gian gần đây mấy anh em vẫn liên lạc với nhau, thì mình thấy tên nó xong xuôi là mình sẽ điện thoại hỏi khắp một vòng những anh em thân thuộc nhất. Thì trong đó có một người rất là thân với vợ của Long ở đây, thì lúc đó Lê Hải mới dám tin. Còn một tin phải nói quá bàng hoàng, mình không biết nói như thế nào đây, là một giống như một cái người thân, một đứa em trong nghề của mình vậy đó. Mình chỉ biết là bây giờ chỉ có chia sẻ cái nỗi đau này, và mong là các em sẽ bình yên thôi chứ. Thật sự Nam Khánh cảm thấy rất là sốc. Trước đây đã từng có một vài lần Nam Khánh có nói chuyện, có tiếp xúc, và sau này thì anh em có gặp nhau ở trên Facebook, cũng có theo dõi công việc của nhau, về gia đình, về công việc, rồi những câu chuyện chia sẻ ở trên Facebook. Thì qua những câu chuyện đó thì Nam Khánh thấy rằng Vân Quang Long là một người cha thực sự rất là tốt đối với gia đình, lo cho con cái, cho vợ. Và với công việc của Vân Quang Long hiện thời bên Mỹ, thực sự mình cũng trong một nghề và mình hiểu được cái sự đánh đổi rất lớn. Và chính vì vậy cho nên mình thực sự rất là xót xa cho những người bạn diễn của mình, đồng nghiệp của mình. Và thực sự rất là bất ngờ khi mà hay tin ngày hôm nay có chuyện xảy ra như vậy với Long cùng với gia đình. Sự Nam Khánh sốc và xin chia buồn với gia đình của Vân Quang Long. Ngày xưa lúc mà anh em thời còn trai trẻ thì có đi diễn chung với nhau không? Có dịp nào đi diễn chung với nhau không? Diễn chung thì chưa. Nhưng mà những vấn đề là trong cùng một cái thị trường showbiz thì thực ra mà nói anh em biết nhau hết. Và không những biết nhau về nghề nghiệp mà còn biết nhau về mặt nhân cách nữa. Về mặt tính cách, nhân cách. Và đó là một thực sự là một cái người bạn diễn mà Nam Khánh cảm thấy nể phục. Hy sinh cho gia đình, hy sinh tất cả vì gia đình. Không có biết dùng từ gì để nói thêm nữa về cái sự gọi là mất mát này. Và Nam Khánh xin được chia sẻ cái niềm mất mát này với gia đình của Vân Quang Long. Sự lúc hồi nãy là khi mà Nhung đi ra mắt phim á, cái Nhung vừa mở bút lên, Nhung nhận được cái tin nhắn mà anh Vân Quang Long là bị đột quỵ mất á. Thật sự là Nhung rất là bàng hoàng. Lần đầu tiên mà Nhung được biết 1088 á, là Nhung thi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, và Nhung rất là thích nhóm đó, và Nhung rất là quý các anh. Và Nhung đã từng làm việc với anh Vân Quang Long trong một cái MV đó là Gà Trống Nuôi Con. Nhung cũng không biết nói sao, để thật sự Nhung rất là bàng hoàng. Và bây giờ Nhung cũng nói chung là thật sự giờ cảm xúc của Nhung bây giờ Nhung rất là mình không em không chấp nhận được sự thật là như vậy. Mới thấy anh ngày cảm giác như mới hôm qua đây mà bây giờ nghe được cái tin như vậy, thật sự với Nhung rất là sốc. Và em cũng không biết nói gì nữa. Cái MV đấy là đã đóng được bao nhiêu năm rồi? Cũng
6-7 năm rồi đó. Cũng lâu rồi đó, nhưng mà đi diễn thì anh em cũng có gặp nhau về chương trình, ví dụ như diễn thời trang và anh hát thì hai anh em cũng gặp nhau say hello này kia, em diễn thời trang và hai anh em cũng có, còn quay một clip nữa mà em không nhớ tên, tại vì hôm đó em cũng gần 5-6 năm gì đó. Hai anh em cũng có làm việc với nhau vài lần, cũng đi diễn tỉnh với nhau, cũng gặp nhau. Rồi ấn tượng nhất là Nhung biết về anh là bắt đầu từ 1988. Bây giờ thì không tin điều đó là sự thật. Thế lần trò chuyện gần đây nhất là khi nào? Em với cả Nhung không nhớ, cái này cũng mấy năm rồi đó. Nhưng mà có trò chuyện qua Facebook không? Không, anh em thì giờ ít trò chuyện qua Facebook, chỉ có đi diễn rồi gặp nhau rồi nói chuyện. Quý nhau, mến nhau trên công việc. Thì cái thời xưa là lúc đấy là 1988 rất nổi á, thì Nhung cũng đang là người mẫu mà tham gia kiểu học đường à? Hoa hậu Việt Nam. Hoa hậu Việt Nam. Lần đầu tiên biết được nhóm 1988 ở trong cuộc thi hoa hậu Việt Nam, và các anh hát một cái bài hát mà dắt từng các người đẹp đi ra, thì đó là ấn tượng. Và Nhung biết anh Ưng Hoàng Phúc nữa, anh Vân Quang Long, thì trong nhóm này Nhung có ấn tượng hai anh đó. Các anh kia thì Nhung chưa có làm việc nhiều, chỉ có anh Vân Quang Long vài lần rồi. Nhưng mà khi làm đối với Nhung á, thì cái đức tính hoặc là những cái cá tính riêng biệt của Vân Quang Long á, làm điều gì làm Nhung cảm thấy nhớ nhất? Ảnh rất hiền và Nhung rất là quý ảnh, như là anh em chơi với nhau rất là dân dạ, nói chung rất là gần gũi. Nhung còn nhớ là hồi đó Nhung quay clip xong, anh chở Nhung đi cái xe hơi, ảnh từ ở dưới miền Tây đi về đây, anh một đống trái cây luôn. Như là lúc mà xuống xe thì em còn trái cây là kêu trời anh ơi, bây giờ em về nhà em nơm đống. Không, anh em mình là trái cây miền Tây là rất là nhiều, và mình phải cảm ơn những tấm lòng và bà con, với lại anh nữa nè, anh cảm ơn em là em đã quay cái clip gì đó, là những cái gì mà quên có gửi một lời gì đến cho linh hồn của Vân Quang Long không? Không tự nhiên. Em có thể nói là anh em chơi quá thân rồi, bởi vì anh em đã đứng chung trên sân khấu là mười mấy năm. Không phải riêng về cái thời gian đứng trên sân khấu, mà ngay cả chơi thân ở ngoài đời nữa. Có những anh em nghệ sĩ có thể nói là mình chỉ gặp nhau ở tụ điểm sân khấu, rồi khi mà về thì mạnh ai nấy về và không có thời gian thân thích. Nhưng đối với Vân Quang Long thì có thể nói là một người em chơi rất thân ở ngoài đời. Có thể nói là ăn uống, có thể nói là nhậu uống cà phê, và đặc biệt là hai anh em chơi chung câu lạc bộ bóng đá chân tình cả hơn một chục năm đó. Thì hồi lúc buổi chiều mà trước khi đến đây để xem ra mắt bộ phim, Lê Hải rất là bàng hoàng khi mà có một đứa em nó điện thoại nó báo là không có tin, giống như đợt trước mà anh Chí Tài vậy đó. Và bây giờ còn bàng hoàng hơn nữa, bởi vì bạn Long còn quá trẻ, và mới thời gian gần đây mấy anh em vẫn liên lạc với nhau, thì mình thấy tên nó sáng xui là mình sẽ điện thoại hỏi khắp một vòng những anh em thân thuộc nhất. Thì trong đó có một người rất là thân với vợ của Long ở đây, thì lúc đó Lê Hạnh mới dám tin. Còn một tin phải nói quá bàng hoàng, mình không biết nói như thế nào đây, một giống như một cái người thân, một đứa em trong nghề của mình vậy đó. Mình chỉ biết là bây giờ chị có chia sẻ cái nỗi đau và mong rằng các em sẽ mong là